Aqua Phantom Assassin dành cho bên phía team Goon Squad, 1-0 cho team Sigurid, khum nó nhiều. Bạn nên nhớ rằng cái lane này là cái lane không có kill potential, hơi khó để có thể giết người. Trừ khi là đánh lỗi đến từ vị trí của Phoenix thôi. Mà đánh lỗi thật. Ở mid thì bây giờ Templar Assassin cũng đã có mình level 6 rồi. Thậm chí là đang có những cái tình huống mà bắn rất đau vào vị trí của bác, phải có TP ra, Rimcore được sử dụng lên. Có thêm bằng tình huống vết coi nữa, Hanskin anh ta có thể sử dụng bao cóc lại trong cái tình huống này. Nisha anh ta gặp khó, Nisha sẽ là người chết lược ở đây. Hổ báo cũng lắc đầu. Xong rồi. Từ Division 2, họ là những người chơi đánh rất chủ động ra early game, nhưng mà về giai mid game và late game họ thiếu một cái người đưa ra một quyết định quan trọng. Vậy nên là họ sẽ thường bị thua thiệt ở trong giai đoạn late game hơn. Đánh những con TA rất ghét những cái bãi như thế này ở trên top thì ngay lập tức là có thêm một cái ulti xuống và Dawnbreaker kết liễu đi mạng của Assassin. Rồi mid thì lại có Rimcore ở vị trí Templar Assassin, có Sunray dí ra để có thể cứu Nisha, và Nisha ta vẫn đang sử dụng cho mình. Đó là những cái tình huống mèo ra rất hay. Aqua đã tới rồi, thả gạch đến từ Warlock. Zayak anh ta gặp khó. Và Zayak có về được hay không? Đại Zayak đang bị dính Shadow Wolf và Zayak chết rồi. Thì tốt thì Isaiah đã có động thái là muốn dí vào vị trí của BA hay không đây. Dí vào BA nhưng đây mới là người bị dí. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Và Isaiah ta sẽ chết trước. Trứng sẽ được nở ra trong tình này. Aqua anh ta lao vào. Aqua chết mất. Não. Aqua anh ta sẽ phải đổi mạng ở đây mà thôi. Tự nhiên một cái tình huống mà rõ ràng là hai đội ở đổi không thì nó tự nhiên thành hai đổi một, nó kêu đi chết. Hơi gãy một chút đến từ Aqua và sau 10 kill thì bây giờ bắt đầu Quist tới người ta mới di chuyển, bắt vào vị trí của Bersu rồi. 1.000 tiền chênh lệch thôi. Một con số đủ để các thành viên bên phía team Secret họ nghĩ được đến cái việc có được lại thế trận ở trong mid game. Và Hanskin anh ta sẽ người chết trước. Đây là một tình huống sử dụng cho mình, đó là Cold Embrace. Tủ lạnh được Templar Assassin lại nhưng lượng đá phép này vẫn là quá lớn. Buck tiếp tục di chuyển vào. Buffy anh ta đặt ra một cái Spinter Blast. Hook shot thành công ở vị trí của Phoenix, nhưng đây là một tình huống Phoenix có trứng đặt một cái bao cóc ra cũng tương đối ổn ở trong tình huống này. Có Rimcore sử dụng lên, nào trứng có kịp dùng hay không đây? Trứng kịp dùng rồi, đây là Google Comment. Nhưng có cả Solar Guardian nữa, Bucksu có thể sẽ chết nhưng ta đã kịp thả gạch rồi. ISI ta bị dí vào và Chris Lee ta cố gắng TP. Còn Disable hay không đây? Hết Disable rồi. Bây giờ thì Phoenix anh ta hết trứng rồi, Zayak anh ta tiếp tục bị êm vào. Đây là Cold Embrace, Buffy anh ta hết mana. Không, chính xác là anh ta đã không còn Winter Curse nữa rồi. Lại là gạch được thả ra rất đẹp đi, sai anh ta đã bị vướng. Anh ta có về được hay không đây? Phía bên trên thì ICC anh ta nhìn thấy vị trí của F4 rồi. F4 cố gắng làm điều gì đó. Bắp trong tay của Lim đang dí vào và theo người của Nisha. Nhưng Nisha anh ta sẽ được Sunray để có thể cứu ở đây mà thôi. Ba mạng phải nằm xuống từ bên phía từ Goon Squad và từ một bài back ra của Zayak. Phía bên kia thì Quicksilver anh ta vẫn đang đấm nhau với con Titan. Rồi lao vào bắt ngay vào vị trí Monkey King. Monkey King bị dí vào, Monkey King chết mà. Chết luôn rồi. Và phía bên này sao đây, Hanskin anh ta vẫn sẽ được cứu thôi. Buffy anh ta sử dụng một tiếng Winter Curse ra, sẽ lên mạng Hanskin. Tạm thời là một đổi một này. Nhưng Buffy có thể cũng sẽ là người để lại mạng ở đây. Anh ta sử dụng một cái tình huống Cold Embrace ra, không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Sẽ chết thôi, một đổi hai không tiếng này. Mít hơi ù. Ôi đúng cơ. Wild Bro được kích hoạt vào đầu của ai đây? Đó là đầu của Clockwork. Bây giờ dồn đa vào Bắc thì sẽ có Solar Garden kèm theo gạch. Nhưng Nisha anh ta vẫn chưa muốn lao vào. Ui, bắn một cái bao có mà tí đi ông Clock này luôn. Ông Clock này đi rồi. Ui, combo nhảy nhót các kiểu thứ. Lượng tiền về còn 1.000. Vào một số thứ khác nữa. Phía bên này thì Bobby anh ta bị lỗi vị trí, ăn Rimcore rồi. Bobby anh ta đánh lỗi vị trí như này thì thực sự là gặp rất nhiều vấn đề. Nhưng F4 anh ta còn lỗi hơn. Và biết thì sao đây, gạch được thả ra, trứng được ấp cực kỳ đẹp đến từ vị trí của Zayat. Chắc chắn rằng quả trứng này sẽ nổ vỡ đầu của Aqua mà thôi. Không, Aqua anh ta vẫn blink về được. Nhưng đó là một tình huống bắn vào bao có kết liễu mạng của BA. Nisha anh ta vừa làm cái điều gì vậy? Quá kinh khủng khiếp. Thôi được rồi, nếu mà có vấn đề gì thì tôi sẽ chỉ sau. Chris tới anh ta lao thẳng vào con bác, bật BKB lên tìm Bucksu. Bucksu anh ta bị đấm cho gãy cả. Và bây giờ thì Hanskin anh ta cũng sẽ là người gặp vấn đề thôi. Nhưng Zayak anh ta có Endis.
không chết ai cả. Team Secret lấy được hai mạng của đối phương và Lee anh ta lại bị dí vào. Xuyên kìa. BA anh ta bị êm vào đây, có Solar Guardian lên nhưng Winter Cut lần này là quá hay. Sẽ lấy được mạng của BA hay không đây? Một vụt tham minh vào rất hay từ khỉ BA chết rồi. F4 anh ta có Arcanine Shard nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Anh ta cố gắng di chuyển đi với cái skill eye của mình. Nhưng liệu có về được hay không đây? Các thành viên phía Tiku Squad đấy, tôi bảo rồi mà, thắng Illy Game nhưng mà không ăn được objective thì coi như là hòa. Thế trận mà Team Secret Combat họ vẫn ok hơn. Bức Su bị êm vào, Su còn lại sẽ chết. Tiếp tục là gì hiệu vị trí cơ quyết ở đây. Chim găm vào đầu. Ui kìa. Anh em không cần phải phản ứng căng thẳng quá. Mic có vấn đề thì chắc là nó có vấn đề thật. Nhiều anh em phản ứng thì chắc chắn là nó có vấn đề thật rồi. F4 thì chắc chắn là cũng sẽ có vấn đề rồi. Nhiều anh em cũng phản ứng với F4 lắm. Tiếp tục êm vào, nhưng đây là một cái tình huống có Endit trên người của Bucky. Cung công comment được mở ra, Winter Cut cũng đã được sử dụng. Aqua cố gắng để có thể lùi về, nhưng anh ta có về được hay không đây? Anh ta về được những F4 thì không may mắn được đến như vậy. Clockwork bị êm vào đây, và Clockwork có lẽ cũng sẽ chết rồi. Ai sai sai, lấy được mạng Clockwork có tiếng Dina Chim của mình. Ông chả thấy con TA nào lên Sanic cả. Thường người ta sẽ thấy TA sẽ onin những item đa. Cùng lắm là TA của Nico Ibi lên Ice Cardi rồi các bạn ạ. Break được một cái Endit trên tay của Hubby rồi. S4 ta bị êm và có thể là bị nhìn thấy Nisa anh ta sẽ lao lên chặt. Tiếp tục vào một cái Endit nữa bị break. Ice anh ta bật BKB lên, cố gắng lao lên rồi. Anh ta muốn tìm một ai đó, anh ta tìm vào vị trí bất xù. Thôi thì cũng drive vào roll để cố gắng lấy được một mạng của mọi người. Đến phía bên kia Phoenix đã chết rồi. Anh ta không còn Endis nữa. Nisa đang đứng từ trên đồi và bắn xuống. Anh ta tìm vào vị trí của Buck. Đây là Solar Guardian. Nhưng tèm là Assassin anh ta đã chết rồi. Winter Curse được kích hoạt lên. Whistler cũng đang cố gắng dồn đạn. F4 sẽ chết triple kill cho Nisa. Golem được thả ra thì không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Tiếp tục sẽ là Blink lên từ tèm là Assassin hay không để quá nhiều buyback đến từ bên phía Tuku Squad. Và các thành viên bên phía Team Secret họ sẽ lùi về để kéo OV Smoke để đánh nhau lần cuối từ bên phía Tuku Squad rồi. Nào ai sai sai, ai sai sai bị nhìn thấy, anh ta chưa cooldown xong BKB nhưng Nisa vẫn còn ở đây để có thể bắn liên tục và bắn F4 bốc cười luôn. Nisa, anh ta vẫn đang dồn đam vào vị trí Clockwork, Clockwork lên bảng số luôn. Google comment đã được mở ra rồi, tiếp tục chap được vào vị trí của TBA. BA có về đấy không đấy, có Vision khi mà con Golem kia nó vẫn đang đuổi nhưng BA anh ta đã blink vào một cái góc khuất nào đó. Di chuyển là ổn, và phía bên này thì có lẽ là Warlock anh ta cũng sẽ die back thôi. Nhưng mà Phoenix chết. Phoenix quá liều lĩnh cho cái việc cố gắng đuổi ra vị trí của Aqua. Và Phoenix đã phải lên bảng điểm số rồi. Nisa anh ta sẽ blink đi đâu theo Bức Su đây. Chống được mở lên, Bức Su vẫn đang giúp kinh, giúp kinh. Giúp không kinh lắm thì phải, giúp có kinh đấy. Nhưng mà không ăn thua. Ai sai anh ta vẫn là người tỉnh đòn hơn. Và phía bên này thì Bắc thậm chí là còn bị Quistly solo kill. Và bên dưới chân bạn có cái gì không? Một hút shot vào nhưng Buckby anh ta lại có Endis. Và phía bên này thì Bea làm gì đây? Chim được găm vào đầu của BA rồi, đang có những cái động thái bắn xuyên đến từ tên Assassin trong tay của Nisa. Có đi đi, có đi đi, nhưng đi đi đâu đây? Ăn một cái Viper Roll, Aqua chết luôn, có lẽ sẽ là GG được côn thôi. GG được côn lên sau 36 phút, game đầu vẫn dành cho một chủ team CV. Một con Doom được Last Pick, không biết là bên phía team Secret họ chơi đâu gì đây, game này không đánh Void được rồi. Và đó tem Assassin đi mid, à sorry anh em, đi carry trong tay Crystalis. Nisa anh ta bị êm vào, mất khá nhiều máu nên ta quay trở lại muốn chơi ở vị trí của Lim luôn. Bắn tương đối đau, Nisa solo kill Lim. Nho nhỏ là thế nào? Đi xuất từ điển tiếng Việt thì cứ hỏi mấy câu tần thế nhỉ? Trên top thì đang cố gắng dí vào vị trí của Scarlet Maid. Có kích hoạt cho mình Reflection lên, Scarlet Maid đã chết rồi. Nó biết để đang tương tác kênh á. Thì ăn một cái Dreamcoin 2 đã này. Scarlet Maid bị dí vào đây, Scarlet Maid sẽ chết thôi. Mạng được ăn đến từ vị trí tem Assassin. Breakcoin! Breakcoin từ Lim thì hơi khó để sống rồi. Chat được đặt ra, off chính xác, Lim sẽ chết. Lim đánh hay quá.
Lisa đánh hay hơn chăng? Lisa đánh hay hơn mất. Một hit nữa nào. Mà Lisa đánh hay hơn Lim trong tình huống vừa rồi. Lao bắt được vị trí của S4 ở đây nhưng anh ta có Doom. Và lùi về thôi. Người có thể để lại mạng có thể sẽ là Bobby. Và thậm chí sẽ là một cái tình huống Crystalis anh ta bị dí vào với Scottus luôn. Chết không? Có lẽ là cũng chết rồi. Có chết luôn, một tờ odd vào đầu. Và người ăn mạng sẽ là Doom. Và phía bên kia thì giết được một người thôi. Ogmazai đã phải lên bản điểm số rồi. Nisa di chuyển lên. Anh ta cố gắng bắn vào vị trí của Tiny nhưng có vẻ như là không bắn thua. Chưa có Quick Blade, chưa đủ. Ai sai sai bị êm vào trong tình huống này. Cố gắng làm một điều gì đó hay không đây. Bị stun lại đến từ Akemit. Không ai phải chết cả. Bobby bị êm vào đây. Cố gắng để có thể săn Ray cứu Bobby nhưng có vẻ như là không ăn thua rồi. Bước xu anh ta bị nhìn thấy ở đây. Đã mở form lên từ Akemit. Có lẽ là thôi chấp nhận bắt vào mạng của một con Enchant vậy. Mặc dù nó có mình đây chờ Ascendant. Ai sai sai thì ta lên một cái MOM rồi. Ba này nó là 3 TF thôi các bạn ạ. Và dí vào vị trí của ông dài đây. Nó chết rồi. Sada bị êm vào, Sada bị top lên. Có cả một cái tình huống ulti đến từ Skyrocket nữa thì có lẽ sẽ chết rồi. Ogmazai bị êm vào tình huống này. Rimcoin cộng chứng lượng đam vào rất nhiều. Tiny gặp khó, có stun vào vị trí của một con TA. Nhưng bắp rất khéo léo với tình huống blink lên để có thể né được stun đó. Ai sai sai, ba đá anh ta hóa thành ba đấm ở trong tình huống này. Liên tục đấm vào mồm của vị trí Skyrocket Mate. Lao vào, tiếp tục combo vị trí của Ogmazai. 8 đều, người cơ rất căng. Rồi, nhìn thấy nhau, bắt anh ta blink lên đổi. Aqua anh ta tìm ra đây, anh ta tìm được Phoenix nhưng anh ta ngay lập tức bị stun combo vào Phoenix chết luôn. Ogmazai lên bảng điểm số 10 kill cho bên phía khu squad Liquid. À sorry anh em, Crystalis anh ta là người bị êm vào. Crystalis anh ta mất kia exit rồi. Skywarp Mate cũng gặp vấn đề ở đây. Doom vào một con Slada. Và Crystalis anh ta vẫn chưa có BKB, bật BKB lên, nhổ vào đầu Crystalis. Crystalis lên bảng điểm số, Slada quay ngược trở lại đến từ vị trí có 3 đấm. 3 đấm, 3 đá, 1 đạp và ICSI lên bảng điểm số luôn. Told you bro. I told you bro à. Tìm thấy vị trí của ai đây? Tìm thấy vị trí của ba đá rồi. Một Doom vào đầu của ba đá. S4 anh ta bật BKB lên lùi về. Ba đá gặp khó trong tình huống này. Có thể là anh ta sẽ mất rất nhiều máu. Nhưng phía bên kia Skyrocket đã phải lên bảng điểm số. Lao vào tìm thấy vị trí của Koslada. Và ba đá. Ui. Đây là thời điểm tôi đánh giá là thời điểm thích hợp nhất để bên phía Team Secret họ đây combat. 8.000 tiền không phải là một con số có vấn đề đâu. Vẫn đánh nhau được. Vào tìm thấy Enchant chít rồi. Lao vào combo nhưng Lim anh ta tốt nhầm Enchant lên. Vì đó là một tình huống ai sẽ tay ta bật BKB. Lim anh ta cố gắng làm điều gì đó. Nhưng ta có làm được gì hay không đây. Bài bách ra đến từ vị trí của Enchant chít tay Blast. Sau khi ta bị dính đu vào trong tình huống này và có lẽ anh ta sẽ phải lấy bản điểm số rồi. Không kịp bật BKB. Thì ai ta không có bài bách phía bên này thì phạt trứng quá nhanh đến từ vị trí của Aqua. Có lẽ trứng cũng sẽ nổ ở đây. Bobby anh ta bị êm vào. Bobby cũng chết. Vào tên này thì sao đây. Tiny kết hợp với cả Tiny kết hợp với cả không ai cả. Bị slide sai sai cũng như là bắt đã có cho mình một cái tình huống gang bang vào và cũng đã lên bảng điểm số rồi. Secret mất 4 người còn Full Squad họ mất 3. Đã phải thực hiện một tình huống bài back ra trong pha thi đấu vừa rồi. Lao vào đánh nhau tình huống này. Skywalk Mate anh ta bốc hơi luôn. Doom vào vị trí Slada thì ta đã bật BKB rồi. Trứng được dựng lên rất đẹp. Secret họ đã ép được một bài back ra đến từ vị trí Skywalk Mate. Aqua anh ta quay ngược trở lại stun vào đầu Crystalis. Nhưng Crystalis anh ta vẫn đang được bảo kê. Không có Doom. Crystalis bật BKB lên quay ngược trở lại dồn đam. Nào Lim anh ta bị bắn đau quá. Rất nhiều lượng đam dồn vào vị trí của Lim. Tuy nhiên thì Crystalis anh ta vẫn chưa đủ có thể làm được gì. Aqua anh ta block một cái BKB lên. Mel Shrine được kích hoạt ra. Nào một cái hit đánh đến từ vị trí của Crystalis. Thực ra là vẫn chưa đau lắm. Nhưng đây là Ripcoin rất hay đến từ vị trí Nisa. Nisa vẫn đang quẩy lượng đam dồn vào. F4 là quá lớn. F4 lên bảng điểm số. Skywalk Mate trước đó thì đã đài bách tăn vào người của một con Akemit. Anh ta hết form. Akemit chết bay mắc ra đến vị trí của Doom. Nisa anh ta cố gắng lao lên bốc béo cho Nisa. Tốc độ là quá lớn ở trong tình huống này. Và bắc su triple kill dành cho vị trí của Nisa và ultra kill dành cho vị trí của Nisa. Lao vào tìm thấy ai đây. Đã tìm thấy hai người rồi. Trứng rất đẹp mắt của dài hấp. Skyrock Mate lên bảo điểm số. Phía bên là Breakcoin không phát hiện được ra bắc đã lên level 26 rồi. Và Goon Squad họ mất 2 người.
đã mở form lên từ vị trí của Aqua rồi. Chỉ cần JH anh ta đi lỗi là sẽ Fina luôn. Rồi JH anh ta đi lỗi rồi, chết nún nòi. Quẩy giữa lòng địch luôn, vẫn đang nhảy múa. Puppy bị nhìn ra đây, lao vào ngay lập tức có đu vào vị trí tên là Assassin. Puppy anh ta vẫn chưa chết nhưng Tiny đã lên bản điểm số rồi, phá được trứng ra. BKB được kích hoạt đến từ vị trí Arcanist. Phía bên này thì Buck anh ta đã bị sai lần nhưng anh ta vẫn đang cố gắng quẩy với cái lượng máu ít ỏi của mình. Anh ta tìm vào vị trí của Scarlet Mage, Scarlet vẫn chưa chết ở trong pha thi đấu này. Scarlet sẽ chết rồi, vì đó là Overwhelming Blink kết liễu đi mạng của Scarlet Mage. Nisa vẫn đang dẫy, anh ta vẫn đang quẩy trước mặt của Buxu, nhưng Buxu anh ta hoàn toàn có được mình Nature Attendant trong tình huống này. Nisa có thể Blink đi được nhưng anh ta vẫn đang tìm vào vị trí của Buxu, anh ta bị dính stun rồi. Nhưng đây là Lincoln, Nisa anh ta liệu có thể đi hay không? Đây Aqua anh ta quyết định bỏ qua Nisa, Nisa anh ta vẫn đang quẩy rất nhiệt trong cái khi vừa rồi. Aqua lao vào, liên tục phải có những cú đấm. Nisa anh ta vẫn đang cay. Nào biết làm sao đây, trứng trăng. Còn Disable không, hết Disable rồi. Aqua anh ta sẽ TP về được. Tình huống phải gọi là đồng quy vu tận, ngọc đá cùng tan đến từ cả hai bên. Tôi hơn ông em là 2 tuổi mà. Rõ ràng các bạn, rõ ràng. Aqua bắt BKB luôn. Trời ơi, Rimcoin được hai người. Bắn vào vị trí của Enchan, dồn đam với Enchan, mất rất nhiều máu, bị stun rồi. Tiny anh ta bốc hơi luôn. Phía bên này thì Enchan cũng gặp có triple kill cho Crystalis. Có thể sẽ là Ultra kill cho Crystalis. Tìm kiếm một cái Rampage đi nào. Game đấu là của Ninja nhưng vẫn cần phải có điểm nhấn. Aqua anh ta cố gắng lao vào để câu kéo được một điều gì đấy ở trong game đấu này, nhưng có vẻ như là không được. Doom bị dính coi vào, phải bật cả BKB lên. Phía bên này thì bên phía Team Secret họ đang làm gì đây? Đánh nhà cho anh chàng Quistly, anh ta đang được Sunray để có thể hồi máu. Và Buck thì vẫn đang bị quay, Buck bị Doom rồi. Cuối cùng thì Nisa cũng chết lần đầu tiên trong game đấu này. Mặt anh ta bắt đầu có những cái nụ cười mỉm rồi và quay rồi trở lại combat luôn. Vẫn đang quẩy rất kinh đến từ vị trí Nisa và game đấu kết thúc ở thời điểm phút thứ 44, 55 giây.